Nay trời mưa bổ của miền Trung của mình thì bây giờ là làm cái món vịt nấu men. Thì trước kỳ vịt mà nấu men thì như các bạn đã biết là con vịt mình chẹt ra rồi, thì bây giờ mình bỏ vô trong cái nồi mình tô cho nó sen cái con vịt đi. Sen những cái miếng thịt vịt nó trước đi rồi mình mới bỏ vô mình nấu men thì nó con vịt nó ngon hơn. Thì vịt nó rất là ngon. Thì nãy giờ trong cái khâu mà chế biến thì nói chung là mọi người cũng đều biết rồi. Thì trước khi mà tô vịt lên thì gia vị mình đã ướp sẵn. Mọi người mà theo cái khẩu vị của mọi người thì ướp tùy theo cái khẩu vị. Cho nên những cái khẩu vị đó thì mỗi ý của mỗi người ướp ra sâu thì mình cứ làm như vậy được rồi, ok. Còn nấu men thì mình phải tô con vịt, vịt cái thịt này lên cho nó sen đi rồi mình nấu nó mới ngon. Đó là mình quay từ khúc này cho mọi người cùng xem thôi. Trong thời gian mà chờ đợi cái vịt mà nó sen lên là chắc cũng khoảng mấy phút đi, 10 phút đi. Thì vịt nó sen lên rồi bắt đầu mình mới đổ nước vào. Giờ này thì cái thịt vịt nó đã sen rồi, giờ mình đổ nước vào mình nấu lên. Thì đổ thì cũng không có đổ cho nó khô quá mà đổ cho nó sắp cái thịt lên đầu rồi. Có này thì nó hơi ít nè, đổ thêm xíu nữa cho nó sắp cái thịt lên, thời gian mình nấu nó rút lại là nó vừa. Nói chung là trời mưa bổ ở miền Trung của mình thì đây là cây nhờ lá vườn, vịt cái nhờ thì nuôi, gà nhờ thì nuôi, cho nên nó chợ quán thì không có mưa bổ thì không có, họ không có bán những cái cá thịt dù như ở ngoài ngày thường được. Còn tự nhiên ngày mưa bổ thì mình mưa làm những cái con vịt này mình lên mình tận dụng cái con vịt cái nhờ nuôi mấy tháng nay, bây giờ mưa nấu để ăn hàng ngày trong cái những ngày mưa bão. Rồi đổ nước cỡ đó được rồi, rồi đậy cái nắp lại cái rồi mình. Vâng, đậy cái nắp lại rồi thì mình nấu cho nó sâu lên rồi cái bỏ men vào. Bỏ men vào đợi khoảng chừng 10 phút sau là chín thì đem xuống ăn thôi. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị của bạn đã xem video. Xin trân trọng cảm ơn.